Thuốc kháng virus Remdesivir do công ty Gilead Sciences của Mỹ phát triển đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cấp phép sử dụng vào tháng 10 năm ngoái. Gilead ban đầu nghiên cứu Remdesivir như một phương pháp điều trị tiềm năng đối với virus Ebola, nhưng các thí nghiệm cho thấy nó có thể chống lại cả virus SARS-CoV-2. Nghiên cứu trên tạp chí JAMA Network Open dựa vào số liệu hơn 1.000 bệnh nhân COVID-19 tại Mỹ được điều trị bằng Remdesivir cho thấy thời gian hồi phục trung bình là 10 ngày. Trong một nghiên cứu khác do công ty Gilead tiến hành thì cho thấy Remdesivir không làm giảm tỷ lệ tử vong nhưng rút ngắn thời gian cần thiết để bệnh nhân hồi phục từ 15 ngày còn khoảng 11 ngày. Thậm chí loại thuốc này khi được điều trị cho các bệnh nhân thể trung bình có thể giúp họ hồi phục sau 5 ngày. Remdesivir được sử dụng tại Mỹ và nhiều nước châu Âu như Hà Lan, Anh, Ba Lan, Italia, Tây Ban Nha. Tuy nhiên, chi phí điều trị COVID-19 bằng Remdesivir ở nhiều nước còn khá cao và việc sử dụng thuốc phức tạp vì phải tiêm tĩnh mạch.